Rồi em chào cả anh em ha. Nay em lấy con máy của anh khách mà bữa anh kêu em lên cái cỏ anh chị. Rồi em thấy nó kêu quá rồi em không có lên luôn, em có điện ảnh. Mà hình như bữa em có nói anh là để em kêu quá để em mở kiểm tra xong rồi em báo anh. Chứ giờ cái này tại em lăn em thấy hình như là cái lồng nó hơi mòn anh chị, để chú em mở bô cho anh chị xem luôn ha, sẵn cho anh khách xem luôn. Con này anh mới mua nè anh chị, mới tình luôn á, mới chát luôn. Con này nó xài xe tép nha anh chị. Đó thì để em coi anh mua bơm nước nào giờ lên cắt cỏ. Thì nếu mà anh chị muốn mua mà lên cắt cỏ thì anh chị nên mua qua bên nhựa, tại qua bên nhựa đó có 1.6-1.7 triệu là máy nổ im luôn nha. Đó, anh chị mua cũng phải để ý cái máy nó im hay không, chứ cái anh này anh mua cái máy này gì sao được. Anh mới mua mà anh hỏi anh xài chưa, nó chưa xài luôn, mà nó chạy đâu có nổi đâu anh chị, nó chạy không nổi. Mà nó em nghe nó kêu lóc cốc, bởi nó kêu nó mòn cái nòng á, nó mới mắc garanti nha anh chị. Một là nó mòn cái nòng, hai là nó lỏng đạn rồi, nhưng mà cái nòng sẽ có mòn chắc luôn. Em nhìn là em nghe tiếng em biết cái nòng nó có mòn thôi á. Nè, bữa ông đem qua nè, cái bữa mà bữa anh đem qua thì em không thấy, nhưng mà cái lúc mà em qua mai á, nè anh chị nghe nè, thấy không, giật mà nó kêu cốc cốc gì sao mà chạy được. Bữa anh chị mua máy cũng phải nên nghe cứ kỹ anh chị ơi, chứ bây giờ mua máy về hư cái mất công lắm anh chị. Máy này chạy xăng dư nè, bởi vì bữa em nhớ em châm xăng nhiều lắm, bây giờ còn nhiêu đây à? Rồi lỗ luôn, lỗ miếng xăng này luôn, bơm châm nhiều lắm nữa còn. Trời ơi chết luôn. Gán gì cho nổ mà không nổ được chưa? Sao phải nó bị chảy xăng dư á? Để đứng nhưng mà nó còn chảy dư nữa, để nghiêng nó sao chạy. Bởi vì anh chị mua phải thiệt, anh chị mua phải nói với anh chị đừng có tiếc 100-200 ngàn anh chị. Anh chị tiếc 100-200 ngàn giờ anh chị sửa 700-800 ngàn chưa được. Nếu mà anh chị muốn lên cần á, mua cua pin lên cần, anh chị nên mua cua pin nhựa, tại cua pin nhựa là máy cắt cỏ nó tới 3 triệu mấy 4 triệu là 411 nha. Đó. Còn mà mua bên sắt mà 40 nó có 2.2 triệu là cái máy nó dọn full đẹp luôn anh chị, lên chế đời kia chuẩn hết luôn á, là nó mới khoảng cỡ 2.2 triệu, tùy theo 2.2 triệu 2 triệu. Nó mấy cua bên sắt mà cỡ 1 triệu mấy anh chị về chạy nó cũng được, chứ không có ổn định như mấy đâu, anh chị phải lên chế ngang nó mới tiết kiệm xăng đó. Còn mà anh chị mua cái dòng máy này đi, anh chị mua 1 triệu bạc là anh chị bỏ thêm 600 ngàn anh chị mua cua bên nhựa, anh chị lên cái máy cắt cỏ nó lợi hơn. Chị nghe lằn cốc cốc thì bởi em cũng ớn nè. Rồi
kiểu gì nếu mà nó bị dên thì không sao, thì thay bên cái dên. Còn nó bị cái nọng là thua nha anh chị. Mà em giật này là em biết nó bị nọng nha, chứ không phải bị dên nha. Dên có thể là bị nhẹ, nó bị thêm cái nọng nữa. Để em gỡ cho anh chị xem. Nè, nó đâu có hơi làm gì thấy không? Nó tụt lút vậy nè. Nó tụt giống cái máy mà để em thử chế cho khách đó. Cái máy đó em không dám bán luôn. Bây giờ cái máy em sắp hết pin, hay em quay một chút thôi ha. Rồi máy em sắp hết pin. Quên sạc không chưa? Đó. Bởi vì anh chị nên, nếu mà anh chị mà đã đưa em lên chế á, thì anh chị nên kiếm mấy cái máy nào cái dàn hơi nó chắc chắc anh chị. Đủ chế thì em không sợ, em chỉ sợ mắc hơi thôi. Mắc hơi rồi có đâu thay. Mà anh chị thay rồi biết nhiêu tiền nói. Cái máy nào ốc vô chưa mở luôn nè anh chị. Mình thấy dấu như chưa mở. Đúng rồi, chưa mở thôi. Nhìn nó trong đây mới tinh luôn ha. Trong này nó không có bị ten anh chị. Thường thường bơm nước là nó bị ten á. Máy nó cũng ít xài nhưng mà ít ít chứ nhiều lúc nó cũng bị lỗi anh chị. Chạy mà anh ta không có mua e đó, nó hút mấy cát vô cái gì đó hoặc là quên pha nhớt rồi. Mà cái giọng này nhớ em nghe tiếng nổ im lắm mà sao nó nghe tiếng này. Nghe tiếng thì cục. Ở tông mới tinh luôn anh chị ơi. Mới như mới luôn. Cứu được nha anh chị. Cái này cứu được nè. Nè anh chị thấy gãy bạc thấy không? Rồi bạc lỏng luôn, gãy gì nữa. Trời ơi trời, bộ bạc anh chị nhìn bộ bạc lỏng nè thấy không? Cái này phải nói với anh chủ mới được hên xui, tại vì nếu mà em gỡ ra nòng không khớp thì không sao. Cái này nó không có đóng khối luôn anh chị, mà sao nó gãy bạc ta. Nó gãy bạc với lại nó bị cái bạc trên mòn anh chị thấy không? Nè. Nó. Dền với bê tông bóc anh chị ơi. Dền với bê tông bóc á. Cái này gỡ ra theo bạc chắc được, nhưng mà tại vì em phải lấy bộ bạc, em thử vô chế bê tông em mới biết nha. Chứ cái này nọng nè, em lăn nè, anh chị thấy không? Cái dền với bê tông là nó cứng ngắc nha. Nó cứng là anh chị lăn là đi đâu đi theo đó luôn. Nòng này không mòn mấy đâu chưa. Nòng này trên này còn im á, nó bị có cái đó thôi. Thẳng đem cho anh khách biết luôn. Chứ giờ em mất tiêu số điện thoại của gì anh con liên lạc lại giùm em ha. Hôm qua anh chị em định đưa cái máy xài vậy nè. Đặng em giật cho thấy cái tay em giật cái em quên em kéo qua cái đèn nó quay xuống gì nè. Không biết thấy đường đâu quay luôn. Đó, thì cái này nếu mà nhưng mà cái này chắc buộc em phải thay cái dên nha, chứ em không có tiện ha. Tại cái dên này nó không có nhiều tiện anh chị. Chứ anh chị tiện mà nó để đem cho anh chị coi cốt. Anh chị mà tiện á thì nó mất công lắm. Tại nó không có nhiều tiền ha. À còn em chia sẻ anh chị cái những cái dòng máy mà đời cổ anh chị mua nha, mà dính vô gặp mấy cái máy mà dính lửa đó thì anh chị khó xài lắm. Tại nó không phải như máy xăng nha. Máy xăng cái cốt này các bạn bự nó sẽ cứng lắm. Còn những cái máy này nó rất là nhẹ nha anh chị. Mà gô pin này anh chỉ cần gõ cái búa vô cái bên đây hoặc bên đây thôi, qua lăng thôi là nó lỏng le luôn nha. Đó. Mà nó lỏng á, bật đạn này nó lỏng ra vô á thì IC chạy được, nhưng mà dứt lửa là nó không ổn định nha anh chị. Đó. Thì cái đó cái máy này còn cứu được anh ơi. Cũng tội nghiệp khách mới mua. Anh mới mua có một cục thừa lự gì anh chị chứ không có gì nữa. Đó. Rồi bữa giờ em nói không làm được hay sao mà em có nói anh là để em gỡ ra đó, cái em quên nó sao á. Rồi em không nhớ, em mới nhớ lại nè, giờ em mới gỡ em coi đó. Đó, thì chứ con này em đang gắn test IC cho khách. Rồi thôi em chào ha.